Nhiều nghệ sĩ được minh oan vụ tiền từ thiện, cần xử lý những kẻ vu vạ làm nhục. Những tháng qua, chúng ta không thể quên được buổi livestream của vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên khi họ đến ngân hàng sao kê tài khoản thu chi trong việc quyên góp và hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt. Thủy Tiên đã khóc nức nở trong buổi livestream, còn Công Vinh thì mất bình tĩnh, giọng uất nghẹn vì bị nghi ngờ là biển thủ tiền từ thiện. Cùng với nỗi uất nghẹn như vợ chồng Thủy Tiên là hàng loạt nghệ sĩ được khán giả và mọi người yêu mến khác như Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương. Nỗi oan ức biển thủ tiền vận động từ thiện và mỗi người có cách phản ứng khác nhau, nhưng tự chung là họ không biết cách nào để giải bày và chứng minh. Trở lại thời điểm những tháng cuối năm 2020 khi khúc ruột miền Trung hứng chịu liên tiếp các cơn bão, làm hàng ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, nhiều người mất và cả hệ thống chính trị đã huy động cùng chung tay cứu trợ, xoa dịu nỗi đau, chia sẻ những mất mát cho họ. Các nghệ sĩ đã đồng cảm với bà con, đã bỏ thời gian công sức, vận động quyên góp và họ thực tâm, thực lòng muốn chia sẻ, lan tỏa nhân ái, chung tay với chính quyền để khắc phục hậu quả thiên tai. Với uy tín cá nhân, các nghệ sĩ nhanh chóng lan tỏa sự đồng cảm, sẻ chia của mình đến nhiều người. Chúng ta không thể quên hình ảnh Thủy Tiên lao vào các vùng tâm lũ, sạt lở để trao quà động viên cho bà con. Và nói như ca sĩ Thủy Tiên, đến nơi mới thấu cảm nỗi vất vả và mất mát. Tại thời điểm đó, việc nghệ sĩ cá nhân kêu gọi từ thiện và nhận tiền vào tài khoản cá nhân là hoàn toàn đúng luật. Họ đã lấy uy tín, danh dự và nhân phẩm của mình ra để kêu gọi mọi người chung tay, mong xoa dịu nỗi đau của bà con cho vùng thiên tai. Họ mang và gieo rắc điều thiện lành đến cho mọi người. Thế nhưng nhiều tháng qua, nhân danh đòi minh bạch tiền từ thiện, nhiều người đã livestream, làm clip, viết bài phát tán, nhục mạ các nghệ sĩ, cho là họ biển thủ, lợi dụng việc kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt tiền của bà con khi chưa có kết luận chính thức nào từ phía cơ quan chức năng. Sau nhiều tháng vào cuộc xác minh quyết liệt, Bộ Công an đã kết luận và minh oan cho các nghệ sĩ, họ không chiếm đoạt tiền từ thiện. Trên trang cá nhân của mình chiều 23 tháng 1, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết, cuối cùng thì Đàm Vĩnh Hưng đã được minh oan, cảm ơn Bộ Công an đã vào cuộc để nhanh chóng có kết luận cho những lùm xùm vừa qua. Các nghệ sĩ được minh oan, nhưng có điều mọi người băn khoăn là việc đấu tranh cho sự minh bạch trong việc kêu gọi từ thiện bằng những buổi livestream, nhục mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của một số người với các nghệ sĩ một cách vô căn cứ như thời gian vừa qua sẽ được xử lý thế nào, vì danh dự và nhân phẩm của cá nhân được hiến pháp, pháp luật bảo vệ. Sự nhục mạ vu khống bôi nhọ người khác kéo dài đã ảnh hưởng không chỉ uy tín, danh dự, các mối quan hệ, hình ảnh của nghệ sĩ trước công chúng mà còn làm xáo trộn trật tự xã hội. Pháp luật sẽ xử lý thế nào với những người đã có hành vi vi phạm, đặc biệt khi người bị xúc phạm là người có ảnh hưởng tới công chúng. Với những buổi livestream dày đặc liên tục, quy buộc và chỉ đích danh các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện, không minh bạch trong việc quyên góp, nhưng nay các cáo buộc này đã được Bộ Công an làm rõ là vô căn cứ. Rõ ràng người vu khống bôi nhọ, nhục mạ các nghệ sĩ có đủ dấu hiệu các tội như làm nhục người khác, vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân mà các điều 155, 156, 331 Bộ Luật Hình sự quy định rất rõ. Các nghệ sĩ nạn nhân, nghi khi bị vu khống, xúc phạm cũng đã có đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra, yêu cầu xử lý người vu khống. Vì vậy, cùng với việc công bố kết quả xác minh nghệ sĩ không chiếm đoạt, phải nhanh chóng công bố và xử lý nghiêm minh kẻ đã nhục mạ, xúc phạm và lôi kéo một bộ phận xã hội vào vòng xoáy chà đạp nhân phẩm người khác trên truyền thống trong thời gian dài. Căn cứ vào Điều 34 và 592 Bộ Luật Dân sự 2015, thiệt hại do danh dự, nhân phẩm và uy tín bị xâm phạm, bao gồm chi phí hợp lý để hạn chế khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, thiệt hại về tinh thần và thiệt hại khác do luật quy định. Bên cạnh đó, căn cứ vào khoản 2 Điều 158, Điều 469 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015, người đã tố giác hoặc báo tin về tội phạm nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra, hoàn toàn có quyền khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự, đồng thời cần thu thập những căn cứ, chứng minh quyết định không khởi tố vụ án hình sự là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.